đi bạn ơi, tôi bạn đi test đây. Lấy thẻ chưa? Đây em lấy rồi anh. Anh em có nhận ra đây không? Bạn là Nguyễn Phan. Không ai nhận ra à? Thôi vẫn chưa ai nhận ra. Nguyễn Phan Trang photo. Bây giờ bên bạn thời trang em ở nhá. Nếu như mà mọi người quan tâm đến thời trang nam thì mọi người có thể qua kênh của mình xem nhá. Kênh ở bên dưới comment nhá. Hello anh em, mình sẽ đi test 70-180 và mình chụp mắc khẩu luôn. Cùng với lại mắc tiêu cự là 180 trên chiếc Sony A92. Và bạn mẫu của chúng ta thì chính là bạn Nguyễn Phan Trang. Đấy. Anh em có thể thấy là 180 chụp cũng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Bạn ơi. Ok bạn. Quay đây, diễn đây. Quay bạn nhìn tôi cái. Cười lên bạn. Ok bạn ơi.